Lan xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Định ngày hôm nay. Trước hết xin chào chú Định. Chào cô Vân Anh, chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa chú Định và thưa quý vị khán thính giả, 30 tháng 4 lại trở về với những người tị nạn của chúng ta tại hải ngoại. Và cho dù 43 năm rồi phải không chú Định mà đúng rồi. Tới những ngày này thì ai trong chúng ta cũng không khỏi bồi hồi và nhớ lại những cái kỷ niệm cách đây 43 năm về trước. Chú Định ơi, chú Định còn nhớ cái thời gian đó thì chú Định đang làm gì ở đâu và chú Định đã đi sang Hoa Kỳ này vào ngày nào? Vâng, có một chút riêng tư, cá nhân tôi sinh ra ở miền Bắc, di cư vào miền Nam. Nhưng mà năm 1955 gia đình tôi mới ra trốn khỏi miền Bắc để vào miền Nam. Do đó tôi sống trọn ở miền Nam 20 năm cho tới năm 75. Và tôi đã được may mắn, gia đình tôi may mắn ra khỏi Việt Nam vào đêm ngày 27, sáng ngày 28 tháng 4. Do đó tôi ôm theo một cái radio nhỏ để theo dõi chương trình. Và tôi biết những diễn tiến đó. Đến nay 43 năm, đúng. Nhìn lại 43 năm, cả một quãng thời gian rất dài. Nhưng chúng ta có rất nhiều điều cần phải nhắc lại sau khi 43 năm chúng ta sống ở Mỹ này, cô Vân Anh. Như vậy, cái ngày đó, hôm trước ngày 30 tháng 4 thì chú đi bằng phương tiện gì, tàu hay là máy bay? Tôi may mắn là vì tôi là một nhà giáo và những năm cuối tôi cũng làm việc cho chính phủ và tôi làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Do đó được bốc đi trong những cái ngày cuối cùng bằng máy bay. Cho nên là chú Định chưa có sống một ngày nào. Do đó tôi không có cái tư cách để nói về những cái sự đau khổ của những tù nhân. Nhưng mà tôi có đủ cái chứng nhân để mà nhìn lại toàn bộ cái quãng đời 20 năm của miền Nam Việt Nam với 43 năm ở Mỹ để có một cái nhận định gọi là cố gắng khách quan. Dạ vâng. Chú Định trở lại với... tại vì chú nói là chú đi vào trong miền Nam năm 1955. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là năm 1954 thì những người di cư từ Bắc vào miền Nam trong cái thời điểm đó. Nhưng mà tới năm 55 vẫn có người đi vào trong miền Nam, tức là đi vượt tuyến hay là như thế nào? Cái thời gian đó, cái hiệp định Geneva ấn định là có 300 ngày. Tức là từ 20 tháng 7 năm 1954 thì có 300 ngày cho tới tháng 5 năm 1955. Thì vì gia đình chúng tôi là ở cái vùng Bùi Chu Phát Diệm, do đó bị Cộng sản ngăn cản và vì vậy bố tôi bị tù cho tới tháng 2 năm 55 họ mới thả ra và đến tháng 3 thì gia đình chúng tôi mới thoát khỏi, trốn khỏi cái vùng đó để ra lên Hà Nội và ra Hải Phòng. Và từ đó thì vào Nam, do đó nói 1954 thì trong cái số mà gần 1 triệu người đi đó, thì có gia đình chúng tôi nhưng mà vào những giai đoạn cuối rồi. Dạ vâng. Vâng, thưa chú Điện với và thưa quý vị khán giả, với cá nhân Vân Anh thì năm 1900 ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì Vân Anh ở độ tuổi 90 tuổi cho nên cũng đã biết được, hiểu được như thế nào. Và thưa chú, 43 năm rồi, nhưng mà khi mà nhắc lại ngày 30 tháng 4 thì cái ký ức của cái buổi sáng 30 tháng 4 nó vẫn còn mồn một trong tâm khảm của Vân Anh. Thưa quý vị, cũng giống như chú Điện thì ông bà cụ của Vân Anh là người di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Cho nên trong suốt quãng thời gian sinh ra và lớn lên ở miền Nam, không biết Cộng sản là như thế nào, nhưng mà vì ông bà cụ đã biết rất rõ Cộng sản là như thế nào rồi, cho nên lúc nào cũng kể cho con cái nghe. Và Vân Anh nhớ là thưa chú, ngày buổi sáng 30 tháng 4 thì Vân Anh thấy là gia đình rất là lo lắng, sợ hãi. Khi chúng tôi đã ra làm việc ở Nha Trang và tôi có kể lại những cái chuyện ở ngoài Bắc về Cộng sản như thế nào thì rất nhiều bạn hữu nhà giáo cùng với nhau không tin. Không thể nào có chuyện xảy ra như vậy được. Nhưng mà sau này thì họ đã chứng minh, họ đã nhìn rõ cái sự kiện đó như vậy. Do đó chúng tôi cũng chứng kiến suốt cái quá trình của những ngày từ đầu tháng 3 khi Cộng sản tấn công Ban Mê Thuật cho tới khi mình mất Sài Gòn, thì tôi cũng đã chứng kiến những cái vụ di tản từ miền Trung, từ Cao Nguyên xuống Nha Trang. Bởi vì tôi ở Nha Trang và cuối tháng 3 tôi mới bỏ Nha Trang, khi mà Nha Trang mất thì tôi mới vào Sài Gòn. Do đó tôi cũng chứng kiến những cái cảnh di cư của đồng bào ở các vùng khác về miền biển Nha Trang, Cam Ranh và từ Cam Ranh, từ Nha Trang lại vào Sài Gòn. Thì tất cả những cái hình ảnh đó tôi không bao giờ quên được. Và nó vẫn sống động như là mới ngày hôm qua. Đó là cái tâm trạng mà hôm nay
được thưa với quý khán thính giả là một trong những cái người tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ này. Do đó tôi có cái cơ hội được nhắc lại một số những cái kỷ niệm như vậy, và từ đó chúng ta có thể đánh giá 40 năm qua của Việt Nam ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và đã 43 năm trôi qua, một quãng thời gian rất là dài, cả nửa đời người. Nó quá dài cho một cái hậu quả của một cái cuộc chiến tranh. Chúng ta có cần phải nhắc lại hay không? Và đất nước Việt Nam của chúng ta sau 43 năm vừa qua đã có những cái thay đổi như thế nào mà người trong nước vẫn hải ngoại cho đến ngày hôm nay vẫn quan tâm? Mời chú chia sẻ. Vâng, cái đây là một cái điều mà chắc cô Vân Anh nhắc cho chúng ta, cho quý vị. 43 năm là một quãng thời gian dài quá đối dài với một đất nước, đối với đời sống con người. Cô sinh ra và cô chỉ ở Việt Nam mấy năm. Còn những thế hệ sinh ra sau năm 1975, bây giờ chiếm hơn 60% dân số nha. Do đó, hơn 60% dân số ấy không hề biết gì Việt Nam đã có một thời kỳ, đặc biệt là miền Nam Việt Nam, đã có một thời kỳ an bình, thịnh vượng và một cái nền giáo dục nhân bản đã được xây dựng. Thế thì sau 40 năm, 43 năm đó, thì bây giờ Cộng sản đã xóa sạch, để lại một cái đất nước chúng tôi có thể nói rằng tan hoang, tan hoang. Cái mà tôi quan tâm nhất cái tan hoang đó là xóa sạch cái tình người. Bởi vì bây giờ qua cái gọi là cái lý thuyết đấu tranh giai cấp của Cộng sản đã tạo cho dân chúng một cái sự chia rẽ trầm trọng. Người ta không còn tin nhau, người ta không còn cái luân lý đạo đức. Cứ nhìn vào cái hệ thống giáo dục thì biết. Tôi không cần phải nói nhiều. Việt Nam ngày hôm nay, cái nền giáo dục của mình có thể gọi là phá sản. Hình ảnh một cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ 40 phút. Có bao giờ xảy ra chuyện đó không? Không bao giờ xảy ra trong một cái chế độ trước đây. Nhưng mà bây giờ nó xảy ra. Việt Nam hãnh diện vì có 24.000 tiến sĩ. Dễ sợ không? Với 93 triệu dân. Nhưng nhìn vào cái lịch sử đóng góp cho cái nền văn minh của Việt Nam và nền văn minh của thế giới có gì không? Còn zero. Hãnh diện gì? Trong khi chưa bao giờ đất nước Việt Nam lại bán người, bán các cô gái đi làm nô lệ tình dục khắp nơi trên thế giới. Chưa bao giờ có. Một cái nỗi nhục không thể nào nhục hơn được nữa. Việt Nam chưa bao giờ người dân phải tự bỏ nước ra đi kiếm sống. Bây giờ đã sau 43 năm, chúng tôi là những cái lớp người tị nạn trong cái số người khoảng 143.000 ra ban đầu và cho đến bây giờ có vào khoảng hơn 4 triệu người dân sống ở nước ngoài. Riêng cái số người tị nạn vượt biển, đó, vượt biển, vượt biên có vào khoảng hơn 2 triệu. Và sau đó là những người đi bằng những cách khác. Bây giờ có hơn 4 triệu người sống ở hải ngoại này. Thì trong số ấy chúng ta thấy, nhìn lại toàn cảnh của Việt Nam ngày hôm nay, nếu những quý vị về Việt Nam du lịch, quý vị thấy à, cao ốc nhà cao tầng, rồi đường xá được cải tiến, rồi khách sạn 5 sao, rồi tất cả những cái sự hào nhoáng như vậy. Nhưng hãy đi vào, ra khỏi thành phố Sài Gòn, ra khỏi những vùng ngoại ô, về những vùng thôn quê, thấy cái gì? Thấy cái sự đói khổ, nghèo đói và cái sự chênh lệch xã hội nó ghê gớm như thế nào? Đó là về đời sống và xã hội sau 43 năm. Còn nói về guồng máy lãnh đạo của chính quyền Việt Nam sau 43 năm như cho thế đến bây giờ thì duy nhất còn 5 quốc gia. Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, Lào và Cuba là những nước theo chế độ Cộng sản. Nhưng mà thật sự Trung Cộng thì bây giờ đã hoàn toàn phản bội Marx Lenin rồi. Tức là bây giờ nó là một quốc gia độc tài tư bản chứ không có Cộng sản nữa. Nhưng mà họ độc tài. Việt Nam vẫn ôm lấy xã hội chủ nghĩa nhưng mà không biết cái xã hội chủ nghĩa nó là cái gì. Và bây giờ xã hội Việt Nam bằng những cái giai cấp mà trước đây thì họ
kích động cái người dân đứng lên đấu tranh giai cấp, những người nông dân, những người nghèo khổ đứng lên đấu tranh giai cấp, thì bây giờ cái giai cấp mà thống trị là ai, là chế độ là các tư bản đỏ đó, là hồi xưa là gì, cường hào ác bá, thì bây giờ viên chức của xã ấp, từ xã ấp huyện tỉnh trở lên là cường hào ác bá. Chúng ta biết hàng triệu người dân bị mất đất, hàng triệu người dân bị đuổi ra khỏi nhà, đất đai bây giờ không còn, họ nói rằng thuộc về toàn dân do nhà nước làm chủ, nhưng thật sự có ai làm chủ miếng đất nào đâu. Tất cả đất đai bây giờ chúng ta ở trên quê hương đất tổ của mình, cha mẹ truyền lại cho cả ngàn đời, mảnh đất đó bây giờ nói rằng khi nào nhà nước cần dùng thì nhà nước có quyền lấy và đuổi họ đi. Không, người dân không được làm chủ một tí nào trên cái mảnh đất của mình, mặc dù đã sống ở đó cả trăm năm, cả nhiều thế hệ. Do đó cái tình trạng nó là như vậy, và Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ ôm một cái ảo tưởng và đã đưa đất nước đến cái tình trạng hết sức là tồi tệ nếu so với các quốc gia khác chung quanh. Vâng, thưa chú, có một số ý kiến và nhận định cho rằng những người nằm trong lãnh đạo của Trung ương Đảng, họ chịu một cái sự chi phối của Trung Quốc rất là lớn. Chú nghĩ sao về điều này? Điều này thì khỏi cần phải nói, chỉ những người nào mà không theo dõi mới có thể tin được cái điều đó. Rõ ràng là tất cả những chính sách về ngoại giao, những đường lối kinh tế, kể cả cái việc mà được huấn luyện thì là do Trung Cộng hết. Do đó những người trong cái bộ gọi là bộ chính trị đó, đầu não đó, là phải được Trung Cộng chấp thuận. Do đó chúng ta thấy nhé, Nguyễn Phú Trọng, và bây giờ Nguyễn Phú Trọng loại Đinh Thế Huynh. Đinh Thế Huynh tức là một cái người nhân vật số 2, thì ít lâu sau này đã loại, và Nguyễn Phú Trọng đã đưa một người thân tín của mình là Trần Quốc Vượng thay thế cái chỗ của Đinh Thế Huynh. Và cái người hiện tại là đang chủ tịch nước tức là Trần Đại Quang thì coi cả tháng nay coi như là vắng bóng. Và có thể là bây giờ người ta nói rằng sẽ có hai người được, một trong hai người sẽ thay thế, một là Nguyễn Văn Bình tức là thống đốc ngân hàng trước đây, hoặc là ông đang bây là coi như là ở Sài Gòn đó, tức là Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy Sài Gòn sẽ thay thế. Thì tất cả những cái hình ảnh, những cái chuyện diễn tiến như vậy chỉ là cái sự sắp xếp mà được sự chấp thuận của Trung Cộng mà thôi. Còn nói về vấn đề mà ảnh hưởng Trung Cộng thì chúng ta phải nói rằng toàn bộ kinh tế Việt Nam là chịu ảnh hưởng Trung Cộng. Hiện tại cái nhập siêu, tức là Việt Nam mua hàng của Trung Cộng bây giờ là đứng đầu. Và Trung Cộng chỉ cần nhích một cái là Việt Nam chết liền. Tôi chỉ cần nói một cái thí dụ thôi nhé. Xin lỗi quý vị. Toàn bộ hệ thống điện lực của Việt Nam từ Bắc tới Nam đa số là do nhà thầu Trung Cộng nắm vững, nắm giữ. Mà nếu có cái biến động thời cuộc gì thì họ cần cắt đường điện là toàn Việt Nam tối om hết, mà nằm đường điện nằm trong tay Trung Cộng. Chỉ một chuyện đó thôi. Điểm thứ hai, nước chúng ta là nước nông nghiệp. Nước nông nghiệp mà cái vựa lúa của để nuôi toàn dân là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ Trung Cộng xây 7 cái đập lớn và mấy chục cái đập, tính ra bây giờ có vào khoảng 30 cái đập từ thượng nguồn Cửu Long cho tới miền Nam, và họ kiểm soát nước. Do đó bây giờ đồng bằng sông Cửu Long khô cằn, không đủ nước, không đủ phù sa. Đó là cái họ giết kinh tế Việt Nam, giết nông nghiệp Việt Nam. Do đó hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng. Thứ ba là cho đến bây giờ cái con số và những người quan sát để ước tính đó, thì người ta nói rằng tại Việt Nam có vào khoảng 1 triệu công nhân người tàu nhé. Trong ấy có khoảng 300.000 là những người đã được huấn luyện quân sự qua Việt Nam làm việc dưới hình thức công nhân, lao động ở trong các nhà máy, đặc biệt là những vùng gọi là những cái gato của họ, những cái đặc khu của họ mà Việt Nam đã bán cho họ thuê 70 năm.
thì trong đó là những cái chỗ mà họ sinh sống và những cái khác nữa như là vùng cao nguyên Tây Nguyên như là Bô Xít, thì những nhân viên đó là đều là những người được huấn luyện quân sự và họ ở đó. Thì với con số 300 ngàn ấy, nếu có biến động gì thì Việt Nam nó họ trở thành những người lính Trung Cộng. Đó là cái mình chết. Cái nguy hiểm nữa là bây giờ những người Hoa họ đi tràn lan khắp nơi và họ lấy vợ Việt Nam, đẻ con, lai, và họ mua nhà cửa ở những nơi đắc địa do người vợ Việt Nam đứng tên, nhưng mà chủ là người Tàu. Nguy hiểm chưa? Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, đó là tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta sau 43 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Như vậy thì là người Việt tị nạn ở hải ngoại, chú nghĩ là cho dù 43 năm hay 50 năm, bổn phận của chúng ta vẫn phải nhắc lại cái sự kiện này phải không Trước chú? nhất đối với cái thế hệ như chúng tôi là thế hệ sắp qua rồi, trước nhất phải có bổn phận Nhắc nhắc nhở. lại cho con cháu, viết lại cho con cháu, kể lại, làm được càng nhiều càng tốt. Cái nguy cơ mất nước, mình đứng trước cái nguy cơ mất nước là rất là rõ ràng. Cái chuyện mà thành đô thì tôi cũng không, tôi chưa đọc được cái bản văn chính thức thì tôi không tin, nhưng mà cái nguy cơ nó có rõ ràng như tôi vừa nói. Đấy là những cái điều mà không thể nào phủ nhận được. Biển Đông chúng ta mất hoàn toàn. Bây giờ Trung Cộng đã chiếm Biển Đông, xây dựng 7 cái căn cứ quân sự ở Trường Sa. Hoàng Sa thì họ chiếm từ năm 74 rồi. Do đó tất cả họ chiếm đến 90% diện tích Biển Đông. Ngay cả và cách Đà Nẵng chỉ có 70 dặm thôi nhé. Bờ biển Việt Nam, theo cái luật biển đó, thì là Việt Nam có cái quyền về kinh tế tới 200 hải lý. À, tức là hơn 300 cây số, nhưng mà họ đã lấn vào đến gần sát bờ biển Việt Nam, do đó người ngư dân Việt Nam không ra đánh cá ở Hoàng Sa, Trường Sa được, mà phải xuống tuốt phía Nam. Và vì vậy trong năm vừa rồi mấy trăm cái thuyền đánh cá của Việt Nam bị Indonesia bắt. À, thì đó là cái tình trạng ngoài biển như vậy. Trong đất liền thì họ đã ngồi trên nóc nhà của Đông Nam Á, tức là họ chiếm cứ cái vùng cao nguyên. Ở những cái vùng đầu nguồn thì là những cái chỗ đất họ thuê 70 năm. Đó. Thì tôi hỏi còn cái gì nữa? Do đó nếu chúng ta không nói, nếu chúng ta không tranh đấu, nếu chúng ta không nhắc lại thì đất nước chúng ta sẽ rơi vào tay Trung Cộng. Đó là một cái nguy cơ không thể nào mà chối cãi được. Do đó đối với người tị vị nạn chúng ta làm hết sức, nhưng mà phải nói cho đồng bào trong nước biết. Sức mạnh của chúng ta không không thể nào thay đổi được cái vận mệnh của dân tộc nếu như đồng bào trong nước thờ ơ. Và đây là cái chuyện thành công của Cộng sản, tức là họ tạo ra một cái thế hệ trẻ hoàn toàn, họ nắm toàn quyền vấn đề giáo dục từ mẫu giáo cho đến đại học. Họ không cho các tôn giáo có quyền xen vào các cái chương trình giáo dục, họ nắm toàn quyền. Vì thế giới trẻ sinh ra chỉ được học một thứ do nhà nước dạy mà thôi. Và cái thứ đó không phục vụ đất nước mà phục vụ cho một cái quyền lợi của đảng, mà quyền lợi ấy là gắn bó với ngoại bang. Do đó cái nguy hiểm hết sức là buồn và rất là nguy hiểm. Do đó chúng tôi đấu tranh là chúng tôi có cái lý do rất là rõ ràng. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Như Điện rất là nhiều trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. À, xin cho tôi nói một lời. Vì hôm nay là cái ngày đau buồn, do đó những lời nói của tôi có thể làm như quý vị không hài lòng, nhưng mà đó là cái tâm trạng của một người đã bỏ đất nước ra đi, nhìn về quê hương và cảm thấy đau xót cho cái đất nước, cái vận mệnh dân tộc của mình. Xin cảm ơn quý vị.